Chào em nhé. Đấy thì chiều hôm nay là sẽ test trẻ 4 máy cho khách nhé. Đó thì một khách là tên là Phụng nhé, đặt một con bô phết lớn E42 đây, và một khách là đặt luôn 3 máy nhé, 2 máy 4 và một máy tai phết lớn nhé. Đấy, anh là khách quen rồi thì khách đặt phết một là 3 máy luôn và một máy của anh Phụng nhé. Đấy thì ba con này là ba con chuyên đi bộ thôi. Đấy chuyên đi bộ nhé. Chung là dòng này dòng chung là đánh bộ là khỏi nói rồi, ok rồi. Đấy còn cái con tai phết lớn này thì là con này là con nói chung là có thể đi bộ hoặc là có thể vác đánh thuyền nhỏ nhá. Đấy đây là con tai phết lớn này. Con này vẫn là chưa bảng mét nhá, cái bản mét của nó là E49 cơ, mà con này là bản E42. Đấy ok rồi, thì chiều nay là test lẹ cho ba khách nhá, tại vì là cũng muộn rồi, đã chuẩn bị đóng hàng rồi đi giao nhá. Đấy ok, đây là ba con bô phết lớn đấy, còn đây là con tai phết lớn đấy, còn ba con này thì y chang nhau luôn đấy. Tất cả món này thì là mẫu chuyên ngọt nhé. Đấy chuyên ngọt rồi, mình cũng hướng dẫn sơ qua cách căn chỉnh nhé. Thì con bô phết lớn này thì nó gồm có hai đúng chỉnh đây, đúng xanh là đúng chỉnh là tốc độ trộn nhé. Đấy thì nếu em nghe anh em đi muốn cá nổi hơn hoặc là đi da trơn hoặc là lóc chê gì thì vặn lên đấy cho nó băm thì cá nó sẽ ngồi lên đấy, còn nếu mà đưa được phi thì cứ tắt hẳn đi để cho nó khỏe nhé. Đấy rồi, còn đúng đỏ là búng tần số đấy, đúng mạnh yếu thì chơi trơn thì cứ đi khoảng tầm từ 1 cho đến là 40 đấy, còn lắc thì đi từ 40 cho đến là 60, còn rô phi thì đẩy full nhé, đẩy full. Còn nếu mà nó mà cá nó chìm quá thì mình cứ giảm nó về dần nhé để cho nó ngoi lên. Đấy ok, con này thì càng vặn về theo chiều kim đồng hồ ấy, thì máy nó càng khỏe. Còn đây là hai cọc ra vợt đây, thì cọc đen này thì là cọc mát này, đấy mát này, nói chung là vợt phụ ấy. Còn cọc đỏ thì là cọc vật chính này, đấy vật hớt nhá. Thì máy điện tử thì anh em khuyên anh em nên đi hai vật nhá. Đấy, còn hai con này thì y chang. Đấy, hai con đầu này thì khách đặt ba máy thì hai con đầu là máy khách yêu cầu lắp cái cò bóp liền nhá, thì mình cũng muốn đi liền đằng sau này. Đấy, không đi jack nhá. Còn cái con này thì mình đi jack nhá, tặng kèm một cái cò bóp nhá. Đấy, ok. Rồi, ba con này là ba con chuyên đi bộ đấy. Bốn phét lớn E42 nhá. Lưu ý nhá là con này là bốn bốn phét lớn E42 nhá. Đấy, tất cả mẫu này là mẫu chuyên đi bộ luôn, anh em phát đi bộ thì khỏi nói rồi. Đấy rô phi thì mình nhìn một phát một là đi luôn, tại mẫu này là mẫu mới này, tại mẫu này là mẫu mới mà. Đấy ép nó cao hơn thì rô phi thì phải nói luôn, đi bộ thì nói chung là con này thì ăn đứt mấy cái dòng máy tầm thấp nhá. Ok tiếp theo là con tá phết lớn này, nói chung hôm nay thì quay gấp cho nên là không nói được nhiều đấy, không nổ được nhiều. Con này thì vẫn y chang thôi, đúng xanh vẫn là đúng chỉnh tốc độ trộn này, đấy, y chang nhá, không khác gì mấy con này đâu. Đỏ là chủng tần số đấy, còn hai này là hai cọc đáp vượt. Còn đây là cái khách này cũng yêu cầu lắp cái cò liền và mình làm thêm một cái cò rời nhé, có gì nếu mà có cò rời thì nếu cò này hư thì lắp cái cò rời nhé. Đấy đều chắc cò rời đây đấy, tất cả mẫu này thiết kế đều là mặt trước hết đấy, cho nên là đúng chỉnh nhìn nó đẹp và thẩm mỹ này. Đấy con là con tép phát lớn đấy, con này cũng là chuyên ngọt luôn đấy, chuyên ngọt nhé, ngọt đục, ngọt đục nhẹ, ngọt đục vừa vừa nhá. Còn phèn lợi thì con này đánh nó hơi nóng rồi, còn đi qua nước nặng quá thì nó mặn gì đấy, thì chung là con này cũng đáng được nhá. Nó này là món này là mẫu chuyên ngọt đấy, dùng mà 8 phết lớn nhá. Đấy phết lớn bạn là bạn gần full nhá. Ok chung là em phát đi đánh thuyền nhỏ là ok luôn. Đấy đây là những cái con máy đây, ba con bô phết lớn và một con tai phết lớn, thì mình cũng sâu khá là nhiều rồi cho nên là con này thì nói chung khủng nó mở ra khó nên mình cũng không sâu nhá, tại mình sâu cũng khá là nhiều rồi. Còn con này thì nắp nắp rời này mình sâu dễ hơn. Đấy đây là bên trong của con, đây là cấu hình của bên trong con bô phết lớn nhá. Đấy tụ đây, tụ Hàn Quốc đây, cột cảm này đấy, bên ép E42, nếu mà bản full thì nó E49, tí ra em đặt thì giá nó cao hơn nhá. Đấy còn đây là con bản tầm trung đấy, 42 tám phết lớn đấy, bên trong nhá, dây điện đi gen bên ngoài rất là gọn gàng nhá. Đấy chung là anh em máy thì bảo hành 3 tháng nhá. Đấy chung là máy này thì đi chuyên ngọt đấy, rô phi thì vẻ một phát một là coi như lên vượt nằm luôn đấy. Rồi thấy không, cái điện thì đi nói chung là cấu hình thì đi gọn gàng, mình không cứ không nổ nhiều quá nhiều nhá, nổ nhiều anh em lại vô bảo. Ok rồi bây giờ là lên test lẹ luôn cho anh em bé bé xem nhá. Còn đây là cái mặt sau của ba con bốn cái máy nhá. Đấy đây là mặt sau của ba con bốn phần lớn này đấy, có lưới bảo vệ này và quạt auto nhá, ba con này là quạt auto hết. Đây là dây nguồn đây đấy, chống ngực chống chập rồi bơm xuống đi chung đủ nhá. Đấy có cọc đỏ đen đây, hai con này là dùng hai con cò bóp ra liền dây đấy, con này cũng cò rời đấy. Đây là mặt sau của con tai phết lớn đấy, cũng là một cái lưới bảo vệ đây. Ok đấy, đây là mặt sau của ba con máy nhá, bên cạnh nó vẫn là cái lỗ thoát khí thôi. Bây giờ mình sẽ đưa mình test em xem nhá.
Rồi mình đã cập bình con thứ nhất nhá. Đấy, mạnh yếu để lên cao nhất này, tắt trộm nhá. Ok, quạt nó tu nhá. Cái này thì nhấp cò thì quạt nó chạy nhá. Đấy, thấy không? Đây. Bóng ngàn sáng trắng bóng luôn. Đấy. Không, tiếng kêu nghe khá là đanh nhá. Đấy, con này là bản mới, đấy, áp nó cao hơn. Đấy, áp cao hơn. Nói chung là áp thì tùy vùng nước nhá, chứ phải là cái nước nào cũng để áp cao nhá, chung là tùy thôi. Đấy, đây là bật trộm này, lên 50% nhá. Tiếng kêu nghe khá đanh luôn. Đấy, rồi về 50 này. Đấy, về 1 này. Đấy, được 100. Đấy, thật là con thứ hai nhá. Đấy, có thứ hai đây. Đấy, tắt trộn nhá. Và máy yếu lên cao nhất nhá. Ok, rồi. Có auto nhá. Có cò quạt chạy. Đấy. Tiếng y chang con kia nhá. Tiếng đánh hết con này thì nói chung là cùng một nước nhá. Đấy. Bình này thì cũng như là gần phế rồi. Bóc nghe bóc cò quạt rất yếu này. Thấy không? Bình này nói chung là yếu rồi. Lâu cũng không sạc được test máy luôn. Đấy, ok, rồi bật trộn nhá. Rồi, đây. Đấy. Rồi, để mình tự test hai con kia chứ không là bấm tí hết bình là hết test luôn. Đấy. Ok, đấy đây là con của bác Phụng nha. Đấy. Rồi, con bác Phụng nha. Lên cao mạnh vô lên cao nhất nha. Đấy, tắt trộn nha. Đấy, tiếng kêu khá đành nha. Đấy rồi. Trộn 50 đây. Đấy. Đấy, thì kêu khá đánh nhá. Ok, chào đến con máy ông cố nội. Đấy, con ta phép lớn nhá. Rồi, cố mạnh yếu để cao nhất này, tắt trộn nhá. Đấy, rồi, thử nhá. Con này thì máy nó khỏe hơn, lấy móc cò nhẹ cái là bóng nó sáng trắng luôn. Đây. Sáng trắng nhá. Bình yếu quá rồi, bóc cò quạt nó ríu quá chịu ríu luôn. Đấy, tiếng kêu con này nghe lực cực kỳ luôn. Rồi, bật trộn nhá. Chung con này đẩy được cao lắm nhưng mà do là vùng nước áp cao trên đẩy tần số không cao nhá, tần số nghe nó bình thường thôi nhưng mà áp ra cực kỳ khủng nhá. Chứ không phải là muốn đẩy lên đẩy đâu. Đấy, chung đẩy thì phải tùy vùng nước, tùy vào nhiệt độ máy. Đấy, đây đấy, đã phép lớn em 42 nhá. Đấy, hôm nay chung là tại vì chung là đi bộ là quá khủng khiếp rồi, phép hoàn toàn là không nóng nhá. Ok. Rồi thì giá hiện tại của mấy con này, cái bản bộ phết lớn M42 này thì giá hiện tại đang là 850 nhá. Đấy thì có thể thay đổi theo thời gian nhá. Đấy, hiện tại đang là 850. Còn con bản gần full này, tại phết lớn M42 này là 1.250.000 nhá. Tất cả là chưa bao ship nhá. Ok. Rồi anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ số điện thoại Zalo cho mình nhá. Đấy, chào em nhá.